Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, 3 tây tháng 7 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 191 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc đó là Chúng đi buôn nha. Nó rất là hợp với cái thời buổi bây giờ. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điên. Chúng đi buôn núi buôn non, buôn tuổi thân buôn cả Hà Giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn tháng sáng xanh sao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bên buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ. Các em vô luận viên đi ra đi, nghe lời của đảng đừng vô đây, chả vô đây đông vậy. Rồi một mai em lên non buôn núi buôn non buôn tuổi thân
Lisa xin kính chào tất cả quý vị. Lisa đã lúc này là gặp lại quý vị, tái ngộ cùng quý vị. Trước khi vào chương trình thì Lisa cảm ơn anh Hoàng. Anh Hoàng đã gửi tặng quà cho Lisa và lì xì cho Lisa $2, tờ giấy $2 này rất là may mắn nha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh tặng cho cây quạt bằng lông thật của con công. Các bạn thấy đẹp không? Hôm nay Lisa vấn đề là ngồi quạt giống như là công chúa vậy đó. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Rồi. Các em dư luận viên hoặc là các em mà vấn đề là cuồng hồ cuồng đảng hoặc các em ngu xuẩn dốt nát, các em đừng vào đây nghe chương trình của chị. Nghe lời của đảng đi, các em đi ra đi để cho những người ta hiểu biết người ta vào đây. Có mỗi một ngày cái lượt mà người ta vào xem chị nó tăng lên tới 5-6-70 ngàn. Ở bên YouTube không là gần cả 100 ngàn nữa. Tổng cộng là gần hơn 300-400 ngàn. Điều điều ngày nào cũng vậy trơn. Rồi giờ sao các em tự nhiên cái giờ các em sao các em không im lặng luôn đi. Ra các em không tránh xa chị ra đi, tự nhiên chạy vô theo chị làm chi vậy? Trời ơi, cho cắn cái giò của chị hoài à, ghê quá. Chó, chó, đi đi, chó, chó cuồng hồ cuồng đạt đi đi. Đi vô mấy cái trang mà chị vấn đề là post hình của Hồ Chí Minh đó, vô trong rổng ngồi đó mà chửi chị đi. Đừng vô trong những cái diễn đàn chị nói chuyện, ở trong đây chị nói chuyện cho trai thanh gái lịch. Người ta vào đây người ta nghe thôi nha. Các em cần phải nghe đâu, các em ngục quá, các em ngu quá, các em không cần phải nghe, nhớ không? Dư luận viên bây giờ nó cũng đòi tiền của đảng, đảng lừa để cho chúng chửi cha chửi mẹ đã đòi rồi, giờ mẹ tiền của tụi nhỏ, mẹ gần 7-8 tháng không trả. Nó kéo nhau nó chửi quá trời, vô nó PM cho Lisa kìa, nó kêu Lisa nó là phải lên tiếng mạnh hơn nữa đi. Bây giờ nó bực rồi, không có trả tiền cho nó bực rồi. Ở Lisa nó ủa sao kỳ vậy, lúc trước em chửi chị lắm sao giờ này kêu chị chửi ngược lại. Nó nói em chửi chị là lúc trước nó trả tiền cho em 1 tháng 300 ngàn. À, mà rốt cuộc rồi bây giờ nó không trả, 6 tháng nay nó không trả đồng bạc nào trơn á. Mẹ nó bắt đi tùm lum tà la trơn vậy. Cái đảng đỉ, cái đảng khốn nạn này nó lừa đảo thì chị đã nói rồi. Đi ăn mại và tiền nó không có trả cho công an, lấy gì trả cho tụi em. Em thấy ngục không? Nó đó. Chị Lisa ơi, chị Lisa. Chị ơi là chị. Trời ơi là trời. Nó cháy lớn quá ở tại Phú Quốc kìa chị ơi. Chợ Phú Quốc cháy chị Lisa nhé. Rồi ở tại cái gì? Ở tại vấn đề là kêu bằng là Vicom ở Tân Cảng cũng cháy luôn đó chị ơi, trời dữ vậy đó. Tối ngày 2 tháng 7, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận vụ việc, điều tra làm rõ. Trời ơi cháy. Cháy lớn quá các bạn. Cháy ở khoảng chợ. 3 giờ sáng nay, ngày 3 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ đêm Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, khiến nhiều người dân hốt hoảng. Thông tin ban đầu, người dân ngửi thấy mùi khét từ một quán ăn của chợ đêm, sau đó bốc lửa lan ra một cửa hàng quần áo. Còn lửa tiếp tục cháy lan sang 9 gian hàng lân cận. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, vị trí cháy xuất phát từ một gian hàng gần quán cà phê cung. Cứ cháy tiếp tục cho chị đi. Rồi tiếp tục nữa chị ơi, cháy một cái công ty quá trời lớn luôn đó chị ơi. Trời ơi, khỏi đeo đi. Đẹp ghê không? Trời ơi, làn khói nó giống con rồng. Quá trời, giống y như con rồng luôn. Trời ơi, cháy dữ vậy đó hả? Ghê thiệt. Trời ơi, cháy quá trời cháy luôn rồi nha. Cháy quá cháy luôn rồi, nghe chưa? Ở tại Uông Bí, Quảng Ninh, không hiểu là người ta nghe lời chị như thế nào mà bây giờ thường xuyên liên tiếp đã xảy ra cháy ở các cột điện từ Bắc vào Nam. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 16 giờ chiều ngày 2 tháng 7, không hiểu tại sao lại tiếp tục sự kiện xảy ra, tự nhiên đã có những vụ cháy cột điện gần trụ sở của công ty than Vàng Danh. Trong khoảng thời gian ngắn gần đây đã xảy ra quá nhiều vụ cháy, không hiểu tự nhiên tại các trạm và cột điện, một cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
địa bàn Uông Bí đã cho rằng việc cháy cột điện ở thành phố Uông Bí thời gian qua là quá nhiều, có chuyện gì đó rất là bất thường, không thể nào những cột điện mà tự nhiên phát cháy như vậy. Hải tiếp tục cho Lisa, nếu mà nó tăng giá điện lên như vậy thì hãy nên âm thầm đi vào những cái nơi nào các em đi phượt mà thấy những cái cột điện mà nó dài từ Bắc vào Nam, ngay giữa cái đường nào mà nó vắng vẻ thì cứ thảy đồ lên đốt cháy cho chị. Những người nào mà làm trong điện lực hãy leo lên để mà biết cách để mà thảy nùi vẽ lên rồi châm lửa cho chị, rồi bắt đầu cho nó cháy. Cháy phải cho tan tành hết những cái đường mà vấn đề là nối điện mà từ Bắc vào Nam, những cái đồ chỗ mà Tây Nguyên, Cao Nguyên hay là những cái đồi rừng hoặc là trong những cái đồ ruộng đồ kia, hãy nên cho cháy hết cho chị. Cháy nổ hết, sạch sẽ hết nha. Bỏ tật nó đi lên, bỏ tật nó tăng giá điện lên, nghe chưa? Trời ơi chị Lisa ơi, xã hội Việt Nam bây giờ ghê quá. Hết người dân chết ở trong đồn công an, bây giờ người dân lại chết bất thường trong một cái hãng xưởng ở công ty. Khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 7, 2017, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, mẹ anh Phùng Ngọc Thịnh, 21 tuổi, huyện ở Bình Chánh, đã nhận tin báo anh Thịnh xảy ra chuyện tại công ty giấy AFC, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Bà và mọi người thân hoảng hốt chạy tới thì công ty thấy anh Thịnh 21 tuổi đã bị phủ chiếu. Bà vội vàng dỡ chiếu ra thì thấy con mình đã bị gãy hai tay, trên người bị nhiều vết thương. Hỏi lý do thì không ai nói gì, đại diện của công ty không thấy ở đâu, chỉ thấy hàng chục công an huyện Bình Chánh và xã Vĩnh Lộc B đã có mặt và nói đang điều tra giải quyết sự việc. Đội con cho chị, làm lớn chuyện cho chị nha. Nam công nhân chết bất thường, hàng chục người đã vây kín công an cũng như là công ty. Chị ơi, tin rõ hơn là không phải chính gian hàng mà trên 20 gian hàng ở tại Phú Quốc đã bị cháy thiêu rụi bởi do người dân quá bức xúc khi mà lấy đất của họ đó chị. Cho cháy nữa cho chị. Chị ơi, hôm qua thật là buồn cười, bị ngộ độc 400 người phải nhập viện chữa trị ở tại An Giang và được xuất viện, thì hôm nay hàng trăm bệnh nhân lại phải tái lại nhập viện sau khi điều trị xuất viện hôm qua. Sáng nay 3 tháng 7 2017, hơn 100 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sam Ho An Giang đã trong tình trạng ngộ độc tái phát và phải nhập viện trở lại với triệu chứng mệt, khó thở, nôn ói do xảy ra đột ngột với số lượng lớn, nên với quy mô của bệnh viện cấp huyện đã xảy ra tình trạng quá tải. Tuy đã bố trí 2 bệnh nhân một giường nhưng vẫn có hàng chục bệnh nhân phải nằm la liệt ở dưới nền gạch. Hành lang bệnh viện, hiện số công nhân nhập viện vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu cho thấy tạm ngừng. Thiên đường của chủ nghĩa cộng sản quả thật là tuyệt vời. Cứ tiếp tục như vậy cho Lisa. Lisa rất là vui nha. Lisa rất là vui mừng. Chị ơi, bây giờ nó bắt đầu đi vào chuẩn bị cướp nhà, cướp đất của người ta nè chị. Mà ban ngày mà làm sao kiểm tra cư trú? Không ban ngày mà làm sao kiểm tra cư trú? Không kiểm tra cư trú được. Mới kiểm tra chưa được 1 tháng nữa. Mà đây là ban ngày nha. Bây giờ chị không cho phép kiểm tra cư trú á. Bây giờ họ đến hẳn là người chị trong nhà có đó. Bây giờ họ nói là họ đến để kiểm tra cư trú nha. Và đây là cái xe mà tập lái từ sáng ra là người của họ thường xuyên. Không phải thích là lại là kiểm tra đâu. Chị nói là không có đâu, luật biết rồi mà. Ở đâu trên kia nè con? Quay hết xe đâu. Nó khốn nạn như vậy đó. Ở bên Mỹ này, cái tội mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì các bạn có thể bắn chết tại chỗ. Không có trác của tòa, không ai được quyền vào nhà để mà kiểm tra hoặc là xét hỏi bao nhiêu người. Bởi vì căn nhà giống như cái tổ chim, người ta muốn cho ai vào thì vào.
Cho nên ở trong cái xứ sở độc tài các bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Ở bên nước Mỹ này tất cả con ông cháu cha hơn gần 4 triệu người sống không có giấy tờ, không có giấy tờ. Vậy mà có ai dám vào để mà vấn đề là khám xét mỗi ngày hay không? Không có cái chuyện đó xảy ra. Lisa ở bên Mỹ 29 năm trời, chưa có một người nào mà đến nhà của Lisa để mà gõ cửa để mà kiểm tra giấy tờ cả. Gần 30 năm, nửa đời người, chưa có một người cảnh sát nào mà đi tới nhà, ngoại trừ Lisa Dow 911 những chuyện khẩn cấp thì họ mới tới. Mà họ tới, họ đứng ở bên ngoài, họ hỏi chuyện gì mà thôi. Khi nào mình cho phép họ vào, họ mới đi vào nhà. Mà thường thường cảnh sát họ cũng không vào nhà, bởi vì họ sợ ở trong nhà mình có những cái sự kiện này, sự kiện kia. Cho nên những này là các bạn là không bao giờ, không bao giờ có tình trạng này xảy ra. Nhưng mà ở Việt Nam là nó như vậy đó. Nó khốn nạn như vậy. Nha. Hello chị Lisa. Em cung cấp tin vui cho chị ơi. Tàu chiến của Mỹ đã rượt tàu chiến của thằng Tàu Cộng, chạy lòng vòng y như gà mắc đẻ tại đảo Triton ở trên quần đảo Hoàng Sa vào ngày 2 tháng 7. Thằng Tàu Cộng này chỉ có hù được thằng đảng đĩ, chứ bây giờ đâu có dám làm gì đâu. Tội tao vui như là ngày trẻ hội vậy đó. Rượt chạy tao nói hát vòng như vậy. Tàu USS đã áp sát tàu Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Tàu Cộng đặt căn cứ. Ngay lập tức, Tàu Cộng đã đem tàu chiến ra xua đuổi. Tàu chiến Mỹ và Tàu Cộng đã rượt nhau chạy vòng vòng xung quanh ngôi đảo, xung quanh bán đảo này. Sau đó thì tàu của Tàu Cộng đã rút về. Đây là đòn cảnh cáo của Tổng thống Donald Trump đối với Tàu Cộng. Trong khi đó thì Việt Cộng đã im re, không dám lên tiếng. Tàu Cộng nó đã la làng và cho rằng là tàu của Hoa Kỳ, của Mỹ đã áp sát đảo Triton là hành động khiêu khích. Khiêu khích cái mã cha mày. Mỹ mà nó quay đầu lại, nó nói rằng là đồng minh của Mỹ trước kia là Việt Nam Cộng Hòa. Cái đảo này là đảo Triton này là của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là Mỹ được quyền đi. Thằng đảng đĩ nó bán cho thằng Tàu Cộng, nhưng mà bây giờ là không đồng ý. Người Việt Nam có đồng ý thì được quyền Mỹ nó đi kiểm tra chứ sao. Chị Lisa ơi, tiếp tục tin vui nữa. Thằng Tàu Cộng phóng tên lửa lên vũ trụ đã thất bại hoàn toàn vào ngày 2 tháng 7. Tụi nó đã im ru, không dám nổ nữa. Tàu Cộng đã phóng thử tên lửa Trường Chinh Vạn Lý số 5 nhưng đã bị thất bại ê chề và nặng nề. Tên lửa chỉ mới bay lên là đã gặp sự cố, phải ngưng vụ thử nghiệm. Đây là đòn đao đánh vào tham vọng chinh phục vũ trụ của Tàu Cộng suốt mấy năm mà vẫn không thực hiện được. Tàu Cộng đã thất bại trong vụ phóng tên lửa Vạn Lý Trường Chinh. Vụ phóng tên lửa hạng nặng này, thế hệ mới này, có tên gọi là Trường Chinh Vạn Lý 5 Wise 2, vốn mang theo vệ tinh được coi là nặng nhất của Tàu Cộng từ trước tới nay, đã thất bại hoàn toàn vào ngày 2 tháng 7, 2017. Ông trời cao có mắt đó. Chứ để cho thằng chó đẻ mà Tàu Cộng này mà nó phóng thành công rồi là nó đi lên trên bầu trời của Việt Nam, nó đặt những cái trạm radar trên trển, là tao nói cái lũ chó đẻ Ba Đình tụi bay họp ở dưới đường hầm nó cũng nghe được. Tụi bay hãy nên mừng đi. Nha. Nghe chưa? 40.000 người Hồng Kông đã biểu tình để mà phản đối thằng Tập Cận Bình tới Hồng Kông vào ngày 2 tháng 7. Các bạn thấy người dân Hồng Kông, tuổi trẻ của Hồng Kông, người ta sẵn khẳng khái chưa? Người ta ngon lành chưa? Nha. Vào ngày 2 tháng 7, 2017,
có khoảng 40.000 người trẻ tuổi Hồng Kông đã xuống đường biểu tình bất chấp trời mưa to, gió lớn để đả đảo Tập Cận Bình và phản đối việc sáp nhập Hồng Kông vào Trung Quốc. Người Hồng Kông đang rất căm ghét Trung Quốc chỉ vì chỉ có Việt Cộng nó mới thân với thằng Trung Quốc mà thôi. Thân hay quá. Rốt cuộc bây giờ nó qua nó nói đất này là đâu phải đất của mày. Mà mày lập cái trạm ra mày thu phí tiền của tụi tao. Thằng khách mà dưới đây là đi du lịch nó qua Việt Nam nó nói đó. Nó nói cố đô Huế đâu phải đất của mày đâu. Mà mày ngồi mày lấy tiền thu phí của tao. Rồi cái thằng bí thư tức quá bắt đầu kêu bảo vệ đưa thằng này đi ra. Đưa thằng này ra coi chừng nó mét với mẹ nó ra tình báo qua Nam nó mét với mấy cái thằng ở trên. Thằng bí thư ở tại vấn đề là này mày coi chừng nó chuẩn bị bây giờ đi nè. Nó xuống nó cho bộ nó kiếm chuyện nó cắt chức bây giờ. Nước Việt Nam bây giờ là đã xong rồi. Đó báo chí nó đăng các bạn thấy rồi đó. Nha. Số doanh nghiệp tại Việt Nam đã bị phá sản trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng đột biến. Cụ thể thì số doanh nghiệp khó khăn phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chờ phá sản và chính thức phá sản 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng lên rất là cao. Theo ước tính đã tăng lên đạt 67.000 doanh nghiệp đã chuẩn bị chết lâm sàng. Trời thấy ghê vậy, 67.000 doanh nghiệp luôn rồi chết lâm sàng rồi đó hả? Ghê đó. Học tập theo tấm gương đạo đức của thằng súc vật chó đẻ tội đồ Hồ Chí Minh nữa đi. Học theo phong cách của Hồ Chí Minh là đi chơi đỉ đi rồi để làm ăn đó. Đó, đi theo con đường thiên đường của xã hội chủ nghĩa đi đó, các doanh nghiệp đó. Đó, đi theo đi. Mấy thằng chó đẻ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ đâu rồi? Tụi bay không đi ra, tụi bay cứu mấy cái doanh nghiệp này. Tới 67.000 doanh nghiệp lận. Nó đang chết lâm sàng rồi kìa. Đi đi. Đi ra đi. Đồ cái lũ lừa đảo súc vật khốn nạn. Nha. Đã tăng trên 80% về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ doanh nghiệp khó khăn năm nay buộc phải dừng hoạt động hoàn toàn, đang chết lâm sàng, chờ giải thể đã tăng lên 85% về số lượng. Với số lượng tăng thêm trên 30.400 doanh nghiệp, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế ngày nay đang chuẩn bị trên bến bờ sụp đổ hoàn toàn. Doanh nghiệp cứ phá sản liên tục như thế này thì hỏi làm sao mà có tiền để đóng cho đảng đỉ. Số doanh nghiệp phá sản chết lâm sàng đã tự nhiên tăng đột biến. Số doanh nghiệp khó khăn đã phải ngừng tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh chờ phá sản và chính thức phá sản 6 tháng đầu năm 2017 rất là lớn, đã chiếm gần 67.000 doanh nghiệp, tăng trên 80% về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn hóa chất của thằng đảng Cộng sản Việt Cộng là Vinachem đang thiếu nợ thằng Tàu Cộng khốn nạn đã lên tới 250 triệu đô la Mỹ. Không có tiền trả cho nên đảng Cộng sản Việt Cộng đã phải quỳ gối để mà xin tiền ngân sách để trả lãi cho Tàu Cộng, bởi sợ Tàu Cộng sẽ kiếm chuyện và cướp cũng như lấy một số đất đai và thiên nhiên cũng như là những nơi du lịch của cấp quốc gia. Các bạn thấy khốn nạn chưa? Điều đáng nói là lãi suất của món nợ này đã ăn tiền lời lên tới 50% tiền lời. Quý trời đất mẹ ơi, đi vai cái kiểu gì mà nó ăn 50% tiền lời vậy trời? Trời, cái này còn hơn là bạc 10-13 nữa. Tức là mượn có 250.000 đô la, nó ăn 50% tiền lời. Tức là tiền lời mỗi tháng phải đóng 175.000 vậy hả trời? Ghê vậy. Trời ơi, cái gì mà đảng đỉ thiếu nợ dữ vậy? Cần hôm qua đây năn nỉ đi, chị cho mượn tiền 250.000 đô la, chị dư sức có, chị sẽ cho mượn. Tao ăn rẻ cho
ký giấy với quốc tế đâu đó đàng hoàng, tao ăn lời chỉ có 30% thôi, thằng Tàu nó ăn 50% đó. Tình bạn của tụi bay, tình đồng chí tụi bay khốn nạn vậy đó, qua đây tao cho ăn rẻ lắm, nhưng mà với điều kiện là mấy con chó trên đây cướp mỏ lại đi nghe không, đừng có mà sủa là chị quê chị không cho vai luôn đó, chứ đừng có mà đặt xạo đó. Các em giỏi quá, các em đưa tiền cho đảng vai đi. Thằng Tàu nó ăn tiền lời 50% kìa. Các em có cái đéo gì, ngoài là vấn đề là vỗ tay ca ngợi thằng Hồ Chí Minh. Các em trên răng dưới có tử thi của thằng Hồ đó. Trời ơi là trời. Dân đen giờ chẳng còn chi, trên răng dưới có tử thi của bác Hồ. Mỗi khi để bác tô hô, chị em lại chửi cái đồ vô duyên. Ôi vô duyên thì bởi không tiền đó cô, chứ bây giờ phá sản rồi, bây giờ không còn tiền lấy gì mà che cụ Hồ lại, cho nên phải để cụ Hồ đó tày quầy ra như cho chị em coi vậy thôi hà. Bây giờ tại Việt Nam bây giờ thiếu gì? Trời đất quỷ thần ơi, chẳng những là tụi em nam nó để bác Hồ tô hô, mà chị em phụ nữ nó cũng để bác Hồ nó tày quầy ra để cho mọi người nhìn coi. Thậm chí khách ở bên nước ngoài, Hàn Quốc, Mã Lai, nó qua nó còn coi mặt của bác Hồ của mấy cô nữa. Nó coi mặt bác Hồ có bị nổi mụn không, nó coi mặt bác Hồ có đàng hoàng không, mà không thấy là nó kể cho nó cái hội nó không lấy. Ngày xưa đó các bạn biết không, mấy cái em giao liên đó mà đi vào ở trong rừng đó, tới chừng mà đi ra rồi đó hả, trời ơi, ta nói bác Hồ có mấy em nhìn thấy thê thảm, cho nên lấy chồng rồi chồng nó bỏ, nó toàn là nó lấy gái, vấn đề là đi không mà, cho nên mấy em ngồi khổ lắm, vô tâm sự với chị nước mắt ngắn nước mắt dài. Cho nên chị mới làm cái bài thơ chị tặng cho đó. Chị nói là em đi chiến đấu đã bao năm, chiến sĩ bội tinh lãnh Hà Rầm, nhưng mà bây giờ bác Hồ em xấu quá, làm sao lấy chồng được hỡi em. Bởi vì đồng chí kia con dẻm cái bắt đầu là nó ngồi nó mới nói rằng trời ơi chị không biết đâu, bởi vì đêm nằm trên võng Trường Sơn cho nên khiến cái hang bắt bó của em nó bị sờn một bên, càng nhìn càng thấy buồn thêm, bởi vì cửa hang trông giống cái môi trên của bác Hồ, còn chòm râu dưới phất phơi y như lúc đảng phất cờ Trường Sơn. Cho nên hy sinh hy đẻ hy tình, hy sinh hy đẻ hy gì em cũng hy cả. Cho nên em hy riết lại hả, nhìn thấy mặt thê thảm luôn đó. Những cái bài thơ mà khi đọc ra nó đượm đầy cái sự mỉa mai của một chế độ. Bây giờ những thằng già mà lấy những con dao liên này có bao giờ mà nó thủy chung hoặc chung thủy đâu, hay là nó định hướng lên bia ôm, hoặc là nó có vợ bé, hoặc là nó lấy vấn đề là gái trinh để nó hưởng thụ cuộc đời của nó. Chứ đời nào nó về nó lấy những cái con dao liên, lấy những cái con hộ lý, lấy những cái con khốn nạn này để làm gì? Mặt thì xấu y như là Chu Du Diệm, ăn ở thì dơ dái bẩn thỉu, ta đâu có chịu đâu, không? Cho nên đó là vay tiền đi Lisa, cho tụi bay vay, tao ăn rẻ cho 30%, tụi bay ca ngợi thằng Tàu Cộng, tụi bay nói nó là răng hở môi lạnh, nào là tình đồng chí đồ kia, bốn tốt làm của tụi bay ghê quá. Ủa bốn tốt đâu rồi? Hả? Ủa bốn tốt đâu rồi? Bạn bè tốt, láng giềng tốt, hữu nghị tốt, làm ăn tốt, rốt cuộc rồi nó cho vay 50% tiền lời. Quả quá rồi, bây giờ nó chạy qua bọn phải vay vay để đóng 50% tiền lời. Thấy ghê chưa? Món nợ mà tiền lời trên 50% thì Vinachem của nhà nước phải trả cho Tàu Cộng tới 120 triệu đô la
trong 5 năm, tổng cộng cộng thêm với giá 250 triệu đô la nợ gốc là phải thanh toán cho Tàu cộng 375 triệu đô la. Số tiền này sẽ phải lấy tiền đóng thuế của tất cả người dân mà trả cho Tàu cộng, cho nên mới huy động vàng, đô la và tiền của người dân. Thậm chí họ bắt đầu chuẩn bị cướp đất, cướp nhà ở Việt Nam để họ bán lấy tiền trả nợ cho Tàu cộng. Không đủ tiền để trả nợ thì phải bán tập đoàn Vinachem cho Tàu cộng để trừ nợ. Một khi mà Tàu cộng nắm được tập đoàn hóa chất Vinachem này thì chúng ta sẽ thấy hậu quả thê thảm như thế nào mà Đảng Cộng sản thì không bao giờ muốn bàn giao. Bởi vậy cho nên nếu bàn giao thì Tàu cộng sẽ sản xuất chất độc để tiếp tục diệt chủng toàn bộ dân tộc Việt Nam. Đó, đi vô báo Dân Trí đi, vô trong đọc đi, biết liền gì. Vinachem muốn xin khoan nợ khoản vay 250 triệu đô la Mỹ từ Tàu cộng. Cái đó chỉ là vai của thằng Tàu cộng thôi các bạn ơi, chứ thật sự ra thằng Đảng Cộng sản Việt Cộng phải trả nợ tới 840 tỷ mỗi một ngày. Cụ thể thì tính tới ngày 15 tháng 6 2017, ngân sách của nhà nước đã chi tới 139.000 tỷ đồng để trả nợ lãi và nợ gốc. Như vậy bình quân mỗi một ngày, ngân sách của nước ta đã chi khoảng 837 tỷ đồng để trả nợ gốc, nợ lãi. Đảng Cộng sản sắp bể nợ tới nơi, mỗi ngày tới 840 tỷ đồng thì không đủ tiền để trả nợ. Kinh tế của Đảng Cộng sản đang đi tới bến bờ để sụp đổ. Sao như vậy rồi thì bây giờ Đảng Cộng sản nó quá sợ rồi. Bây giờ thằng Tổng lũ sợ bị ám sát cho nên thiếu nợ ngập đầu như vậy. Mà bây giờ nó lại ra cái chỉ thị là lệnh cho xây dựng đường hầm để mà nối các cơ quan trong trung tâm Ba Đình, để các đồng chí đi làm có thể đi trong đường hầm. Cụ thể thì ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tức là Phát Niễn, đã ký quyết định quy hoạch khu trung tâm Ba Đình. Trong đó có yêu cầu thiết kế hệ thống đường hầm kết nối các cơ quan quan trọng trong khu trung tâm chính trị Ba Đình, phục vụ nhu cầu an ninh và quốc phòng. Đây là tín hiệu cho thấy Đảng Cộng sản rất là đang sợ chết nên phải đào các đường hầm thông nhau để chạy trốn khi cần thiết. Cái gốc của nó là chuyên môn trốn trong hầm, ở trong rừng đào đường hầm được, kia là cái gốc của thằng Đảng Cộng sản. Cho nên bây giờ cướp được miền Nam Việt Nam 42 năm rồi thì bây giờ thằng Tàu nó tràn lan, bây giờ cũng sợ rồi, giờ tiếp tục đào đường hầm. Nhưng mà ngày xưa đào đường hầm thì còn gạt được Mỹ, chứ thằng Tàu bây giờ nó tình báo nó dày đặc ở trong nước, tôi bay chỉ cần nhất cử nhất động là nó biết được. Cho nên tôi bay đào những cái đường hầm thằng Tàu nó biết được rồi, tao nói ta cho nó để một cái hơi ngạt vô, nó khà một cái là tất cả đầu bò, ốc, chó, não lợn tôi bay đều nằm dậy đành đạch như cái lóc đập đầu, tao sẽ vỗ tay đi tao cười cho cái đảng khốn nạn tôi bay bày đặt. Thời buổi văn minh như thế này, trời đất ơi, đi làm đường hầm chui xuống đất nó đi làm việc. Ủa, đất nước an toàn lắm mà, đất nước Việt Nam an toàn lắm mà, tại sao giờ tự nhiên xây đường hầm cho cán bộ công chức đi làm là sao? Trời đất ơi, mẹ nó ra, bầu trời quang đảng không đi, tự nhiên chui xuống đường hầm đi. Thôi đi chui vô cầu tiêu mẹ nó luôn đi cho rồi. Khốn nạn vậy đó. Nha. Chị Lisa ơi, cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cầm dùi cui đập gãy răng của người đi đường. Theo thông tin được chia sẻ thì vào 16 giờ tại bờ hồ Phúc Yên, một thanh niên đi xe bị công an giao thông tuyết còi. Khi anh này quay xe lại thì bị một cảnh sát giao thông ở bên kia đường đã chạy sang tuyết còi, đồng thời dùng dùi cui vụt thẳng vào mồm. Người thanh niên trên đi được tầm 20 mét
rồi quay lại vì máu ra quá nhiều. Sau đó nhờ người dân quay clip về hành vi đánh người của cảnh sát giao thông. Đập liền đi. Biết nhà cửa của thằng chó đẻ cảnh sát giao thông này ở đâu thì tới đó để mua cái mạng của nó đi. Khốn nạn như vậy để làm gì? Nha. Tổ chức minh bạch quốc tế nhận định cảnh sát Việt Nam đã nhận hối lộ nhiều nhất ở tại châu Á. Một khảo sát của tổ chức minh bạch quốc tế nói rằng cứ 100 người Việt thì có 65 người đã đưa hối lộ trong những dịch vụ công như trường học, bệnh viện, thủ tục hành chính, cảnh sát và tòa án. Khảo sát này đã đưa Việt Nam xếp vào hạng thứ nhất ở tại châu Á về đưa và nhận hối lộ và cao nhất trong các quốc gia trong khối ASEAN. Thấy ghê chưa? Đảng Cộng sản Việt Cộng đã bắt bớ người tập pháp luân công tại Việt Nam theo lệnh của Tàu Cộng. Cụ thể thì vào ngày 2 tháng 7 tại Nha Trang, công an phường Lập Thọ đã bắt giữ nhiều người tập luyện pháp luân công trên đường Exchange. Công an tuyên bố là tập pháp luân công là nguy hại cho chế độ nên họ phải bắt giữ những người mà vấn đề là kêu bằng tập pháp luân công. Chị Lisa ơi, ta nói tin vui như ngày trảy hồi. Hướng dẫn viên du lịch Tàu Cộng đã tuyên bố là cố đô Huế thuộc về Tàu Cộng. Một hướng dẫn viên trẻ đang thuyết minh trên xe thì bị người Tàu Cộng giật microphone bảo Biển Đông là biển Nam của Tàu Cộng. Một người Hoa khác giới thiệu cố đô Huế giống kiến trúc của Tàu Cộng vì trước đây khu vực này là của Trung Hoa. Đây là thủ đoạn tuyên truyền của người Tàu Cộng để hợp thức hóa việc xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Cộng thì im re, không dám nói gì và cũng không dám bắt những thằng hướng dẫn viên Tàu Cộng này vẫn hoạt động công khai ở tại thành phố cố đô Huế. Như vậy mà những cái thành phần mà ở Việt Nam mà theo đảng viên yêu nước, yêu dân tộc cái kiểu gì mà tụi bay không nhìn ra được. Nó ngang nhiên nó vô nó coi đất đó là đất của thằng Tàu Cộng, nó coi như là đất Việt Nam là của Tàu Cộng mà mấy thằng này ngục hết trơn rồi hả? À, giống như mấy cái em ở trên đây nè, cuồng hồ, cuồng đảng, bây giờ ngục hết trơn rồi, thấy không? Mai mốt á, coi chừng nó chơi một cái màn á, là Hồ Chí Minh á, là người Tàu, là thiếu tá Hồ Quang. Cho nên Hồ Chí Minh đã dựng nên cái nước này, cho nên nước Việt Nam này thuộc về Tàu Cộng, để coi mấy cái em chó đẻ mà vấn đề cuồng hồ cuồng đảng các em sao. À chứ mấy cái lũ đầu bò này lạng quạng nó có sao đâu. Bây giờ của Việt Nam giờ trở thành nước Tàu thì cũng có sao đâu. Thì bây giờ mình ở với Tàu thì bắt công những này là cái bằng là một cái nước mà kinh tế nó đứng hàng thứ nhất thứ nhì ở thế giới, mình hãnh diện chứ có sao đâu. Có sao đâu. Rồi nó qua nó giết cả dòng cả họ của các em luôn, có sao đâu. Cái lũ này mà tới chừng mà bị giết rồi, hoặc là bị mổ, bị đem nội tạng, hoặc là bị mà vấn đề là ung thư rồi đó, nó nằm đó con mắt nó lờ đờ, thấy tội nghiệp. Lisa nhận được những cái video trong bệnh viện. Lúc đầu thấy ngoài đời tao nói xì tin lắm. Mặc áo đỏ, áo xanh, áo vàng, dơ hai tay, đồ kia cười duyên, đồ kia. Bắt đầu ăn đồ của thằng Tàu Cộng, đâu có quan tâm tới chính trị. Cho nên nói rằng là Tàu nó đưa đồ độc quá trời, làm gì có. Đồ ăn Việt Nam ngon, thấy bà luôn, nó làm gì có. Cho nên nói, ôi đâu nghe lời Lisa, ăn giọng nó vô rã đời rồi tới chừng mà bị bệnh ung thư rồi cái bắt đầu là vô trong bệnh viện nằm, bắt đầu là đưa vấn đề là kêu bằng là mỗi lần mà người từ thiện nào mà đi tới cái bắt đầu là kêu bằng là cởi quần cởi áo ra quay phim cho coi, giờ hết biết mắc cỡ rồi, nằm tao nói ốm tâm ốm teo tử thần, nó chuẩn bị, nó kêu chuẩn bị xuống diêm đài rồi. Cho nên hỏi giờ nguyện vọng của con sao? Dạ con không biết sao nữa. Con không biết làm sao thì giờ con bị bệnh ung thư rồi. Tức là bệnh này là do cái nghiệp của con nha con. Cho nên con chắp tay vào, con niệm Phật A-di-đà, để mà kiếp sau con làm con trâu hoặc con bò của xã hội, hoặc con trở lại con làm người Việt Nam, thì con ăn tiếp đồ độc nữa con chết nha con.
À, cho nên cái nghiệp của con nó vậy rồi, con phải chịu nha. Chắp tay lại đi con, nói chắp tay lại nói nam nam mô mô a di di đà đà phật phật. Giỏi quá trời ơi, thông minh thiệt đó. Rồi con niệm đi con, niệm để chuẩn bị đi xuống dưới ở dưới diêm đài cho nó nhanh chút đi con à. Bắt đầu là a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật. Mà tao nói gần cả trăm cả ngàn người ở Việt Nam ăn đồ độc mấy nó trong tương lai đó ha. 1.000 người ở tại Việt Nam nó bị trúng thật, nó nằm trong bệnh viện nó ung thư, thì bắt đầu nó tưa hết những cái thằng sư quốc danh vô để mà bắt đầu là kêu bằng là dạy cho người dân Việt Nam để mà niệm a di đà phật. Có nhiều thằng sư quốc danh tao chỉ cho để Lisa dạy cho, để mà dùng cái lời nói vô trọng để nói chuyện nghe không hả. À, vô trọng nói con người thì rốt cuộc rồi cũng sẽ đi vào sanh lão bệnh tử thôi con, cho nên nó là đây là không phải là đồ độc của con tàu. Nếu đồ độc của con tàu là cả xã hội chết hết rồi, con thấy không? Cho nên con đâu phải bị độc của thằng tàu, cái này là nghiệp của con nè, thấy không? Chắc là kiếp trước đó là con làm cái nghiệp gì cho nên kiếp này con phải bị bệnh như vậy. Cho nên thôi đừng buồn nữa nha con, à, cứ vui vẻ mà ra đi đi ha. À, ra đi đi rồi bắt đầu là kêu bằng là thầy sẽ hồi hướng cho con. Mà bởi vì thầy là ăn thịt chó uống rượu không à, cho nên thầy hồi hướng không biết con có về thiên đàng không. Chứ bởi vì thầy hồi hướng là toàn là nó đi xuống dưới địa ngục hết trơn à, cho nên không có hồi hướng được lên thiên đàng. Cho nên thôi con đi đi nha, đi cho nó vui vẻ nha con. Sống ở trên cõi đời này nó khổ lắm con ơi. Con người nó bị vấn đề là kêu bằng là bệnh hoạn đồ kia, nó đau đớn lắm. Cho nên thôi đi, mình trở về gió lửa cát bụi thì cái thân này nó tạm bợ nha con. Cho nên thôi bây giờ con đi cho nó vui vẻ, đừng quán hầu thù gì trơn á. Ăn lỡ đồ độc rồi bị ung thư chết rồi thì con đi cho vui, đừng quán thù. Bởi vì thân xác của các con đó là trở về gió lửa cát bụi, cho nên đi về gió lửa cát bụi. Chỉ có thân của những thằng tàu mai mốt nó qua Việt Nam nó đẻ là thân nó không có thân gió lửa cát bụi, cho nên nó sẽ qua Việt Nam nó sống được 200 tuổi hoặc 100 tuổi thôi. Còn tuổi con đó mà yêu Bác Hồ yêu Đảng, cho nên tuổi con là phải trở về gió lửa cát bụi. Cho nên Bác Hồ rước các con đi sớm chút đó nghe không con. À, trời, bởi vì vấn đề là sống ở xã hội bây giờ nó khổ lắm, cho nên đi đi con, đi về trển gặp Bác Hồ. Trời ơi, Bác Hồ ở trong một cái nơi đó tao nói trời ơi là trời, nó da cao sang lắm. Tao nói đái ao bằng vấn đề là pha lê, xà cừ, mã não, trân châu, rồi tiếng chim hót líu lo vui lắm con ơi. Cho nên trời ơi, mình phải đi về ha. À, mạnh dạn lên nha không. Thằng nhỏ nó nằm ung thư nó đau thấy mẹ luôn, mà nó cũng gạt đầu nó giỏi quá đó. Phải dũng mãnh như vậy, phải tinh tấn như vậy đó mới được chứ. Cho nên đi nha con, đi ngon lành nha, đi gặp Bác nha. À, Bác ở đâu trển đó, mày chết đi rồi về gặp Lisa. À, Lisa gặp biết bao nhiêu những oan hồn uổng tử, nó về nó kể cho Lisa nghe. Lisa cười quá trời luôn. Lisa nó rồi em có thấy không, nó có thấy đâu, thằng chó đẻ Hồ Chí Minh không biết gì nó ở chỗ nào, nó bị mẹ giam ở dưới 18 tầng địa ngục không có cho gặp mặt nó nữa, chứ có cái thiên đường nào mà của Hồ Chó Minh đâu. Mẹ nó ra bây giờ hận lắm. À, đó. Vậy bây giờ thua me gỡ bài cào. À, bây giờ bắt đầu là đòi tìm cách qua để mà thưa anh Mỹ của Lisa. À, Đảng Cộng sản Việt Cộng đe dọa sẽ kiện Mỹ ra tòa về WTO. Cụ thể thì Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đã tuyên bố là Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện để kiện Mỹ ra Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO nếu việc áp dụng đạo luật nông trại của nước này ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Có tin từ Mỹ là sẽ thực thi đạo luật nông trại từ 1 tháng 9 tới, khi đó Cục Thanh tra An toàn Thực phẩm của Mỹ FSIS sẽ tiến hành kiểm tra lấy mẫu 100% lô hàng sản phẩm cá tra
nhập khẩu. À, theo đó, nếu không có bộ hồ sơ đánh giá tương đồng về thống kê tiêu chuẩn, quy chuẩn, giám sát chất lượng như yêu cầu của phía Mỹ, cá tra Việt Nam sẽ không được xuất khẩu vào Mỹ, nhập khẩu vào Mỹ. Như vậy thì ngành cá tra của Việt Nam sẽ phá sản hoàn toàn vì không đủ điều kiện để xuất hàng qua Mỹ. À... Lisa đi vô mấy cái chợ, Lisa la làng ở trong rộng. Lisa nói ở Việt Nam nó cho ăn xịt không, nó cho ăn cứt không, xịt tức là tiếng Mỹ, xịt tức là ở Việt Nam mình là cho ăn cứt không. Tao vô tao nói thằng Mỹ men đi trơn, mắt nó bị lớn. Nó dòm Lisa, nó sao mày biết, mày biết bằng tao không? Tao là người Việt Nam tao không biết sao. Mẹ nó nuôi cá ở Việt Nam nó cho ăn toàn là cứt không. Bây giờ nó không cho ăn cứt mà cái nước của nó nuôi ở Việt Nam mà về mày coi đi, người ta nhà nào cũng khoét một cái lỗ y như cái họng của thằng Hồ Chí Minh. Tao nói cái việc nó ỉa tọn tọn ở dưới nước rồi nước nó cứ chạy vô trong những cái bè, những cái vấn đề là mấy cái bè mà vấn đề là nổi ở trên sông Châu Đốc, An Giang rồi kia nuôi trên trển, tao không biết sao. Tao dân An Giang tao không biết mấy cái bè đó sao. Lúc mà mới mua con cá về ha, mẹ nó ra nó có tí nị bằng thằng Hồ Chí Minh vậy đó, là thể như mẹ nó ra nó là nó thảy dưới là nó cho nó ỉa thoải mái, nó cho ăn thoải mái. Bắt đầu nó gần bán rồi, khoảng chừng tháng bắt đầu chuẩn bị nó bán rồi, bắt đầu nó mới ra bộ nó rải đồ ăn cá xuống để cho cá thì ăn. Bởi vì mày tính đi, con cá từ bị lớn vậy nó ăn xịt riết rồi tới chừng nó lớn lên còn chừng tháng trời nó còn đâu trong bụng nó. Nó ỉa mẹ đó trơn, đâu có nhìn thấy đâu. Cho nên chuẩn bị nó thu hoạch là còn chừng tháng bắt đầu là nó đòi bộ ra bộ nó rải đồ ăn xuống cho tao bay nhìn thấy. Cho nên mày kiểm nghiệm đi, mày hay lắm, mày giỏi lắm, mày ngon, mày kiểm nghiệm, mày coi coi ở trong thịt của nó coi coi có phân của người không, có xịt không. Thằng Mỹ nó ừ để tao hỏi. Bắt đầu nó gọi lên kia nó hỏi, bắt đầu nó gửi công văn gì đó trả lời cho Lisa là mày nói đúng, đúng lệ. Trong cái thành phẩm mà thịt cá này nó có phân người, tao nói đó thì tao nói với mày rồi mà trời đất ơi. Tao nói bây giờ mày muốn cái chợ mày mà không đóng cửa đó ha, là mày phải tuyệt đối, mày đoạn tuyệt, mày không nhập khẩu cá tra, cá da trơn của Việt Nam. Mà mày để tao lên trên mạng Facebook mà tao la làng rồi là cái kho G của mày sẽ bị đóng cửa. Bởi vì toàn bộ người Việt Nam của tụi tao một khi nó đã biết được như vậy rồi là mày đóng cửa vĩnh viễn cái chợ của mày, không ai dám ăn đâu. Bắt đầu nó nói thôi tao xin lỗi mày, từ đây về sau đừng có hòng mà cái lũ đầu bò đảng đĩ cộng sản Việt Cộng mà đem cá da trơn ra nó bán cho tao. Thiệt ra nó nói với tao là nó bán một cho một luôn. Tao thấy có lời quá. Tao nói trời ơi, bởi mày ham lời nè mẹ mày. Mày biết cái béo gì? Ở Việt Nam nó mua cá của người ta nó ém giá mày biết không? Trời ơi, cho nên nó đâu có sợ đâu. Người ta nuôi đã đời nó làm eo, nó không thèm bắt cá. Người ta sợ quá, người ta phải bán mẹ nó đi. Nó ém mẹ giá người ta mày biết không? Nó làm eo làm sách. Nha. Chị Lisa ơi, các cửa hàng chỉ bán cho người Tàu Cộng ở tại Móng Cái và ở tại Vịnh Hạ Long và đồng loạt mở cửa trở lại một loạt các điểm bán hàng chỉ phục vụ cho khách Trung Quốc tại Móng Cái đã hoạt động trở lại và nhiều điểm bán hàng cho người Tàu Cộng ở thành phố Hạ Long cũng đã mở cửa trở lại. Đây là hình thức xâm lược về kinh tế của Tàu Cộng đối với Việt Nam và đưa khách du lịch Tàu Cộng tràn ngập Việt Nam. Việt Cộng thì quá sợ hãi nhưng ham tiền không dám làm gì cả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch Quảng Ninh chủ trì xây dựng các tiêu chí cho các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc. Tuy nhiên, bản dự thảo chỉ đưa ra các quy định chung chung đã có trong luật, trong khi đó lại không đưa ra được giải pháp quản lý như thế nào. Ông Nguyễn Hữu Bang, chi cục trưởng chi cục thuế Hạ Long, lâu nay các điểm bán hàng Tàu Cộng này đều tự khai, tự nộp thuế. Điều đó có nghĩa rằng các chủ cửa hàng Tàu Cộng đã khai bao nhiêu thì Tàu Cộng biết bấy nhiêu, thì Đảng Cộng sản biết bấy nhiêu, trong khi việc kiểm tra rất là khó khăn bởi trách làm phiền hà các doanh nghiệp của Tàu Cộng. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, Tàu Cộng đã ào ạt đổ quân vào Đà Nẵng. Theo dự kiến, lượng khách du lịch của Tàu Cộng đã đến Đà Nẵng sẽ tăng rất mạnh trong 2 tháng 7 và 8 2017 sắp tới đây, và mỗi tuần sẽ có 130 chuyến bay được thực hiện để đưa khách du lịch đến thành phố miền Trung này, đã tăng 48 chuyến so với trước đây. 2 tháng này là mùa cao điểm của du lịch của thị trường Trung Quốc nên lượng khách
thường tăng cao, nhưng chưa khi nào tăng cao như hiện nay. Mỗi tháng, thành phố Đà Nẵng đã phải gồng mình để mà đón tiếp từ 70.000 cho tới 80.000 lượng khách, trong khi trước đây chỉ có 30.000 tới 40.000 lượt khách. Cùng với lượng khách đến bằng đường hàng không, sắp tới đây Đà Nẵng cũng sẽ có thêm một lượng khách du lịch tàu cộng đến bằng đường biển. Dự kiến vào ngày 29 tháng 8, tuyến du lịch đường biển từ cảng Phong Thành, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc sẽ đến Hạ Long, Đà Nẵng và Nha Trang sẽ bắt đầu được khai thác với tần suất khoảng 2-3 chuyến một tuần. Mỗi chuyến tàu sẽ có từ 900 tới 1.000 khách sẽ sang Hạ Long rồi tới Đà Nẵng và Nha Trang, hoặc sang Hạ Long rồi chỉ ghé Đà Nẵng. Như vậy thì miền Bắc đã kéo dài tới Đà Nẵng, đã được Đảng Cộng sản bàn giao cho tàu cộng, cho nên dân tàu cộng mới ào ạt đi ra vào như chỗ không người. Vô cùng khốn nạn. Chị ơi là chị, một ông họa sĩ vẽ một cái bức tranh cá chết mà bây giờ ông bị bắt và kỷ luật đó chị ơi. Thằng Trọng Lú nó khùng rồi. Thì nó khùng rồi đó. Trời tin nóng chị ơi, hôm nay ngày bắt đầu là xe đụng quá trời kìa chị ơi. Cho nó đụng đi em. Cho nó đụng càng nhiều càng tốt đi em. Chị Lisa ơi, chị Lisa. Mình, tài xế lái xe container biển số 65C-03717 là Thái Quốc Cường, 28 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Nạn nhân tử vong là ông Giang Ngọc Chí, 51 tuổi, ở Bình Thạnh. Chiếc xe đạp thể thao nát vụn, còn phần đầu kéo xe container cũng hư hỏng nặng, bể nát, gãy rời bánh, rơi thùng xăng ra ngoài do lao vào trụ cầu. Người dân phản ánh hàng ngày vào... Ông này cũng là một đảng viên của Cộng sản, Lisa đã nhận được tin tức rồi. Cái người mà chết đó, bị đụng chết đó, là đã sáng sớm hoặc chiều muộn, đường Nguyễn Văn Linh có rất nhiều người dân đạp xe đạp chạy vào làn ô tô. Lisa vui lắm. Các bạn thấy Lisa tụng kinh Linh chưa? Tao tụng nữa, cho tao bé chết nữa. Chị Lisa ơi, chị Lisa hết giờ rồi chị ơi, chị nhớ kêu mọi người ủng hộ giúp đỡ cho sister Thùy Dương nha chị. Lisa cũng đã âm thầm kêu mọi người giúp đỡ. Nếu ai mà cảm thấy mà thương Hoa Tiết Ngọc thì kết hôn với Si thì Si sẽ ở lại được thôi chứ có gì đâu. Chuyện dễ như trở bàn tay. Cộng đồng người Việt ở trên thế giới trên 4 triệu người, không lẽ không có một vị nào mà đứng ra để kết hôn được hay sao? Đâu có cần phải là vấn đề là kết hôn mà để ở với cô ta hoặc như thế nào đâu. Chỉ cần đứng ra kết hôn thôi cho giúp cho cô ta có một cái vé để cô ta ở hợp pháp thôi. Sau đó 2 năm hoặc như thế nào đó thì tự ly dị cũng đâu có sao đâu. Chuyện đó nó dễ quá mà, nó dễ như trở bàn tay mà. Lisa nghĩ rằng ở bên cái khối Âu Châu, Châu Âu, nhưng đây là rất là dễ, nhất là ở tại Pháp. Bây giờ Pháp đâu có siết về di trú đâu, cho nên ra vào có thể rằng vấn đề là cái bằng một người nào đó kết hôn với cô ta cũng được mà. Nha, Lisa mong rằng tất cả mọi người hãy giúp đỡ cho cô ta những tiếng nói mà đấu tranh chúng ta càng ngày chúng ta cần, rất là cần. Nha, rồi. Giờ thì cũng đã hết lỗ giờ. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến nha. Bye bye.